ban thờ mà đối diện cổng cửa thì bị gọi là tán gia bại sản. Theo thầy cái quan điểm đấy có đúng không? Và xin những cái lý giải hoặc là những chia sẻ của thầy về những cái cách hóa giải trong những cái ban thờ mà kiểu như vậy. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là buổi chia sẻ của tôi về một chủ đề cũng khá là thú vị. Đó là chủ đề về ban thờ và những kỵ húy của ban thờ. Tôi có nhận được một câu hỏi của bạn Gia Minh gửi lên trên YouTube. Bạn có hỏi một câu là bạn thấy là có những thầy đề cập đến những cái việc là ban thờ mà đối diện cổng cửa thì bị gọi là tán gia bại sản. Theo thầy cái quan điểm đấy có đúng không? Và xin những cái lý giải hoặc là những chia sẻ của thầy về những cái cách hóa giải trong những cái ban thờ mà kiểu như vậy. Điều đầu tiên là tôi chia sẻ về những cái thế cục và ban thờ mà đối diện với cả những cái kiến trúc, ví dụ như là cổng cửa chẳng hạn. Mà đối diện thì thông thường mà các quý vị và các bạn có theo dõi kênh YouTube của tôi thì thấy là có cái video mà tam bất kiến đúng không ạ? Tam bất kiến tức là mở cửa này, mà nhìn thấy bếp gọi là khai môn kiến táo thì tiền tài ra đúng không ạ? Hoặc là kiến xí hoặc là kiến kính chẳng hạn đều là thất bại đúng không ạ? Thì liên hệ với câu chuyện là ban thờ đối diện cổng cửa thì sao? Đương nhiên là về mặt nó cũng có những cái sự tương đồng nhất định và nó cũng là một trong những cách cục không tốt về mặt phong thủy đối với ban thờ. Tại sao lại như vậy? Để mà nói cái việc mà về vấn đề tụ tài tụ khí chẳng hạn mà nói thì mở cửa ra mà sập thẳng vào trong một trong những cái không gian quan trọng ví dụ như bếp hay là ban thờ thì nó cũng có những cái giá trị liên tưởng cũng khá là như nhau. Và những cái chỗ nào mà vượng khí thì bao giờ nó cũng tốt và tán khí thì bao giờ nó cũng không phải là tốt, hoặc là khí nó trực xung thì nó không phải là tốt. Thành ra là những cái ban thờ mà đối diện với cổng cửa thì theo tôi là về mặt cơ bản là không thể là tốt được, giống như tôi có chia sẻ trong việc gọi là tam bất kiến đó, đối trực xung như vậy thì khí làm sao tụ được, tụ thì nó dễ hao tán đúng không ạ? Nhưng mà lại có những cái bạn mà có gửi thư cho tôi, các bạn có hỏi là thế thì cái việc mà ngày xưa các cụ làm nhà ba gian hai trái đúng không ạ, hoặc là năm gian hai trái chẳng hạn, thì các anh chị em thấy là bao giờ cái bố cục cái ban thờ nó cũng ở giữa hai gian hai bên, ví dụ như là bàn chà hoặc là có cái giường nằm tạm chẳng hạn thế, hoặc là hai cái trái nhà hai bên thì nó có thể là bếp hoặc là những không gian của người ngủ sâu ở bên trong chẳng hạn, thì cái cách cục nhà 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 thơ người ta xưa nay vẫn vậy. Thế thì nó phải có cái lý nào nó mới tồn tại được đúng không ạ? Thì thực ra nhân đây thì tôi cũng chia sẻ luôn là mọi đương nhiên là mọi những cái câu chuyện nó đều có những cái lý do của nó. Để mà nói về một cái cách cục mà bố trí ban thờ chuẩn ấy thì thông thường là nhà 5 gian hoặc là nhà 3 gian thì nó chỉ là một trong những cái cơ bản nhà quê thôi, mà nhà cơ bản ở quê mà nếu mà không biết bố trí đúng ấy, thì lại rất là phạm húy. Tại sao lại như vậy? Tôi thì là kiến trúc sư, thì tôi được đào tạo từ trường kiến trúc mà trong các cái bộ môn kiến trúc nó có những cái bộ môn là kiến trúc cổ truyền. Tôi được học về các cái mô hình thờ cúng về về mang tính chất tâm linh, ví dụ như là đền chùa miếu mạo đó. Thì thông thường là các cái công trình mà mang tính chất tâm linh thờ cúng ấy thì nó có một số những dạng thức, ví dụ như là nhà thờ theo dạng chữ đinh thì là cái loại cơ bản nhất, thì nó có một vệt dài và có cái hậu cung sâu sâu ở phía trong thì là loại đơn giản nhất và cơ bản nhất. Còn tiếp theo có một dạng thức phức tạp hơn thì là nhà chữ công, tức là một dải phía trước, một dải dọc theo đằng sau và một dải hậu phía đằng trong cùng. Còn có những cái dạng mà cầu kỳ phức tạp hoành tráng hơn thì đó là bố trí theo kiểu mà nội công ngoại quốc, hoặc là bố trí theo dạng hình chữ vương. Đấy. Dạng thức hình chữ vương thì chữ vương nó có thể hiện là có ba sọc ngang, một sọc dọc và nó liên kết với nhau. Thì ở trước có gọi là nhà thờ là gọi là tiền điện, gọi là trung điện và hậu điện đó,
Thì thông thường là tiền điện thì bao giờ cũng thờ cúng những cái vị thần mà ví dụ như là các ngài hộ pháp chẳng hạn, thì phía hai ngài hộ pháp hoặc là trung điện thì có thể bố trí theo kiểu là thờ các ngài liên quan đến ví dụ như là Đức Thánh Hiền hoặc là Đức Thánh Trần hai bên tả hữu. Còn sâu trong hậu điện thì người ta bố trí thờ liên quan đến các Phật tầng tầng lớp lớp, và càng sâu dần thì sẽ là những cái vị thần Phật quan trọng, ví dụ như là thờ Bát Tam Bảo đó, các cái vị thật Phật rất là quan trọng trong Phật giáo. Còn bố trí theo kiểu chữ đinh hay chữ công thì cận người ta cũng vậy thôi. Cái nhà phía trước ấy thì bao giờ là cũng bố trí những cái vị thần Phật ít quan trọng, ví dụ như là các ngài hộ pháp, hoặc là cơ bản nhất thì là một bên trái bên tả Thanh Long ấy thì là thường là Đức Thánh Trần, hoặc là bên hữu Bạch Hổ thì thường là bố trí các đức gọi là Thánh Hiền đó. Thì nôm na là sơ sơ là như vậy. Thì để mà tôi nói với quý vị là về mặt phong thủy ấy, thì bao giờ cái tầng lớp khí sâu nhất thanh cao nhất thì bao giờ cũng là để thờ các ngài thần Phật, và nó cũng tương ứng đối với cái phương thức thờ cúng trong dân gian, nhà thờ họ hoặc là đặt ban thờ, nó cũng theo một cái nguyên lý chung nhất, nó càng tàng ẩn sâu dày bên trong càng đạt được cái mục đích tối ưu, đó là tụ khí vượng khí và thanh khí. Ngoài ra thì nó cũng có những cái cấu kiến trúc mà ví dụ như là bố trí theo kiểu gọi là tam hợp viện, khi đó thì gian thờ nó cũng tương tự thôi, thì cũng bố trí theo kiểu là tít sâu sâu tầng tầng lớp lớp ở phía trong, và phía bên ngoài là những cái khu vực mà là sinh hoạt. Chúng ta cũng có thể liên tưởng hình dung là thông thường thờ cúng ấy nó cũng giống như là cách chúng ta bố trí những cái văn phòng, hoặc là chúng ta bố trí theo nghi lễ triều đình chẳng hạn, thì bao giờ phía trước cũng là những cái quan các cổng, hoặc là những cái quan tiền trạm, quan bảo vệ, tầng tầng lớp phía sau đó là những cái quan văn quan võ, nhưng mà các thứ tự quan văn quan võ bao giờ phía ngoài bao giờ cũng thấp cấp hoặc phẩm hàm thấp hơn, mà sâu dần phía sau thì nó cũng là những cái người mà phẩm hàm cao quý, thì bắt đầu đến gọi là đương kim thánh thượng chẳng hạn như vậy. Thì trong lối bố cục nhà thờ bao giờ người ta cũng phải là như vậy. Và khi mà một cái gian thờ mà bố khí chuẩn ấy, nếu mà là ba gian hai trái chẳng hạn, thì hai cái trái nó có thể nó lồi ra một chút và nó tạo thành một cái khoảng sân hoặc là hiên đó ở phía trước nhà, để cho cái nhà thờ nó được sâu dày, và có chăng bố trí gian thờ ở ở trong cái nhà ba gian hai trái thì gian thờ nó cũng có một cái sự lùi vào một tí, chứ không phải là bố trí sát ngay ngoài, đúng không ạ? Ngoài ra tôi xin chia sẻ thêm là những cái nhà quyền quý, hoặc là những cái nhà quan, hoặc là những nhà vua, hoặc là những cái nhà mà điện thờ chính ấy, thì câu chuyện là không phải lúc nào người ta cũng đi cổng chính đâu, cửa chính đâu, mà đôi khi là có những cái dịp mà cúng lễ quan trọng thì người ta mới được phép người ta mở cái cổng chính, mở cái cửa chính đó ra. Và nếu mà xét về cái đạo quần thần ngày xưa thì chỉ có vua với cả hoàng hậu với cả những cái bậc quyền quý người ta mới được đi cái cổng giữa chữa khi mà vào cái dịp thờ cúng thôi. Và có một số nơi là nếu mà điện thờ hoặc là về phép thờ ấy, thì không bao giờ người ta mở cái cửa chính vào những cái dịp bình thường đâu, và chỉ có tuần tầm người ta mở ra thôi. Và như vậy thì cái năng lượng nó sẽ dịch chuyển hai bên và nó không có xu hướng là dập thẳng vào cái gian giữa. Thành ra là câu chuyện là người ta bày thì bày như thế thôi, nhưng mà cái vận hành ra sao thì nó là một cái câu chuyện mà cũng đáng để mà chúng ta đặt ra những cái câu hỏi, đúng không ạ? Thành ra để mà kết luận về cái việc mà ban thờ ấy, có nên là đặt sập thẳng cửa sập thẳng không, thì theo tôi là một trong những cái việc mà chúng ta không nên, nhất là trong những cái nhà phố hoặc là nhà chung cư. Có chăng thì nếu mà về nhà thờ ở quê ấy, thì chúng ta chú ý đến là khi mà các cái bậc thềm nó đã được lên những cái cốt cao độ khác nhau ấy, thì cái việc năng lượng sập thẳng nó cũng đã có những cái sự điều tiết nhất định rồi. Ngoài ra những cái nhà thờ quê mà chuẩn chỉ ấy, thì bao giờ nó cũng có những cái bậc thềm, và cái bậc thềm đó nó sẽ góp phần nó điều tiết cái dòng năng lượng, nó không bị sộc thẳng vào gian giữa, tức là sộc thẳng vào khu thờ cúng của quý vị và các bạn. Đấy.
Ngoài ra để mà một cái ban thờ mà chuẩn thì thông thường là gian thờ chuẩn thì thông thường là nhà thờ họ bao giờ nó cũng phải thiết kế những cái khoảng sân đúng không ạ? Ngoài ra thì có những cái tấm bình phong đấy, hoặc là những ang nước hoặc là những cái tiểu cảnh để đâu đó có những cái ngõ mà nó phi thẳng vào gian giữa thì nó cũng tách ra hai bên và nó điều chỉnh dòng khí không đâm thẳng vào gian thờ. Thì cái nghệ thuật bố trí về kiến trúc của các cụ ta ngày xưa là như vậy, nhưng mà đôi khi người ta cứ dập khuôn, người ta máy móc mà người ta không hiểu được những cái tàng ẩn sâu xa của các cụ và người ta cứ dập khuôn như vậy. Chứ thông thường là gian thờ người ta sẽ bố trí khuất khuất một chút, sâu sâu một chút thì cái năng lượng nó mới bắt đầu nó lắng đọng, nó mới bắt đầu nó được thanh lọc đó. Thì nguyên lý ở ban thờ như thế nào thì ra ngoài phố hoặc là bày biện ở chung cư thì cũng cũng cùng một nguyên lý thôi. Do đó thì thông thường là ban thờ chung cư thì chúng ta cũng nên không nên là mở cửa ra mà nhìn thẳng cái ban thờ, nhất là những cái nhà mà có lòng nó quá quá nông thì nếu mà chúng ta bố trí sâu sâu một chút thì nó cũng cũng là một trong những cách mà cũng có thể chấp nhận được. Nếu như là từ cửa đến cái ban thờ đó nó xa xa, nó rơi vào khoảng 7-8 mét thì chúng ta hoàn toàn có thể bố trí những cái vật kiến trúc chúng ta làm thay đổi cái hướng đi của cái dòng khí đó, ví dụ như cây cối hoặc là bàn ghế hoặc là cái sa lông hay là tủ kệ gì đấy thì chúng ta có thể điều điều tiết cái việc mà ban thờ nó xông thẳng vào cửa. Còn ví dụ như là trong cái nhà thờ hoặc là biệt thự chẳng hạn thì chúng ta biệt thự thì tôi không nói làm gì rồi, bởi vì biệt thự khi mà thiết kế thì những kiểu chiều chiều dài hoặc chiều sâu thì thông thường nó cũng phải được 8-9 mét cái chiều dày, hoặc là sâu hơn có thể là đến khoảng 12 mét thì cái việc ban thờ nó sâu hẳn và nó tạo thành những cái gian bố cục mà nó có thành buồng thành phòng thì câu chuyện là cái ban thờ như thế nó sẽ không bị phạm húy. Ngoài ra thì chúng ta chú ý một tí là chúng ta có thể nâng cốt lên một chút cho ban thờ cao hơn, khu vực gian thờ cao hơn thì nó cũng là cái việc mà thanh lọc khí nó bớt trực xung đi và nó cũng bớt cái việc mà tán khí trong trong việc bố cục ban thờ. Thì vừa rồi thì tôi chia sẻ với những cái anh em và cái bạn mà có hỏi tôi là bạn Gia Minh đó, về những cái việc mà liên quan đến bàn thờ đặt ra làm sao cho nó không bị tán khí, nó đỡ bị kiểu gọi là tán gia bại sản. Thì đây cũng là chia sẻ chung đối với cộng đồng mọi người đã tham gia và đã like và cũng như là chia sẻ kênh YouTube của Phạm Cương. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài chia sẻ ở đây. Thì nếu mà quý vị thấy hay thì nhớ ấn like nhé, nhớ chia sẻ cho những người mà quý vị yêu thương. Tới đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị.